Ronaldo và những kỷ lục không thể bị phá vỡ tại Champions League. Đã có vô số những lời dè bỉu chê bai dành cho Ronaldo sau trận thua 0-2 của Juventus trước Atletico Madrid ở lượt đi vòng 1/8 UEFA Champions League. Thế nhưng bản hợp đồng trị giá 100 triệu euro của Juve một lần nữa khiến tất cả phải im lặng khi tỏa sáng rực rỡ với 3 bàn thắng, qua đó giúp cho bà đầm già thành Turin đánh bại đại diện đến từ Tây Ban Nha 3 bàn không gỡ ở trận lượt về, đồng thời đoạt luôn tấm vé vào vòng tứ kết UEFA Champions League. Hat-trick vào lưới Atlético Madrid đã giúp cho Ronaldo cân bằng kỷ lục với đại kình địch Lionel Messi khi cả hai có cùng 8 lần làm được điều này ở đấu trường UEFA Champions League. Ấn tượng hơn, Ronaldo đã nâng tổng số bàn thắng của mình ghi được tại UEFA Champions League lên con số 124, qua đó tiếp tục độc chiếm ngôi đầu danh sách những chân sút xuất sắc nhất lịch sử của giải đấu. Tuy nhiên đây vẫn chưa phải là những kỷ lục đáng sợ nhất của Ronaldo tại đấu trường danh giá nhất lục địa già. Nhìn lại lịch sử, CR7 vẫn đang sở hữu một danh sách những kỷ lục mà có lẽ rất lâu nữa mới có người có thể chạm đến. Và đây là những kỷ lục như vậy tính riêng ở Champions League. Kỷ lục đầu tiên, Ronaldo là cầu thủ duy nhất trong lịch sử Champions League ghi được 15 bàn trở lên ở một mùa giải. Điều đáng nói, CR7 đã làm được điều khó tin này không chỉ một mà đến 3 lần. Và các năm 2013, năm 2015 và năm 2017, mùa giải ghi được nhiều bàn thắng nhất là mùa giải năm 2013, năm 2014 với 17 bàn. Kỷ lục thứ hai, Ronaldo đã 7 lần giành được danh hiệu vua phá lưới tại Champions League và cũng là cầu thủ duy nhất trong lịch sử có được danh hiệu này trong 6 mùa giải liên tiếp, từ mùa giải năm 2012, năm 2013 đến mùa giải năm 2017, năm 2018. Một kỷ lục mà khó ai có thể phá vỡ được. Kỷ lục thứ ba, với 3 bàn thắng vào lưới Atlético Madrid vào rạng sáng nay đã giúp cho Ronaldo có được 62 bàn thắng ở các trận đấu thuộc vòng loại trực tiếp của UEFA Champions League. Thành tích này đã giúp CR7 tiếp tục bỏ xa đối thủ xếp sau là Lionel Messi với 40 bàn ở vòng knockout. Vị trí tiếp theo là Thomas Müller với 21 bàn. Kỷ lục thứ tư, Ronaldo cũng là cầu thủ duy nhất ghi được 3 hat-trick trong một mùa giải ở Champions League. Đó là vào mùa giải năm 2015, năm 2016. Anh cũng là cầu thủ duy nhất ghi được ít nhất 10 bàn trong 7 mùa giải Champions League liên tiếp. Kỷ lục thứ 5, siêu sao người Bồ Đào Nha là cầu thủ xuất hiện nhiều nhất trong đội hình tiêu biểu của UEFA Champions League với 12 lần. Anh cũng đang nắm giữ kỷ lục 11 năm liên tiếp xuất hiện trong đội hình xuất sắc nhất của giải đấu này. Ngoài ra, CR7 cũng được vinh danh là cầu thủ hay nhất Champions League 3 lần. Đây cũng là một kỷ lục. Kỷ lục thứ 6, Ronaldo cũng đang là cầu thủ nắm giữ kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất ở một mùa giải ở vòng bảng Champions League với 11 lần phá lưới đối phương. Anh cũng là cầu thủ có số trận phá lưới đối phương liên tiếp nhiều nhất với chuỗi 11 trận. Ngoài ra, siêu sao người Bồ Đào Nha cũng là cầu thủ duy nhất ghi bàn trong tất cả các trận đấu ở vòng bảng ở mùa giải Champions League. Đó là mùa giải năm 2017, năm 2018. Kỷ lục thứ 7, Ronaldo là cầu thủ duy nhất ghi bàn trong 3 trận chung kết UEFA Champions League tính đến nay. CR7 cũng là cầu thủ đầu tiên và duy nhất giành trọn bộ danh hiệu quốc nội Champions League, FIFA Club World Cup, cầu thủ hay nhất năm, chiếc giày vàng và quả bóng vàng trong hai màu áo câu lạc bộ khác nhau là Manchester United và Real Madrid. Kỷ lục thứ 8, tính cho đến thời điểm này, siêu sao người Bồ Đào Nha cũng đang nắm giữ kỷ lục là cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất tại Champions League tính trong một năm dương lịch với 19 bàn, đó là vào năm 2017. Kỷ lục thứ 9, Ronaldo là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ở vòng bán kết Cúp châu Âu với 13 bàn. Kỷ lục này trước đó thuộc về huyền thoại của Real Madrid là Di Stefano với 11 lần phá lưới đối phương. Bên cạnh đó, CR7 cũng đang sở hữu chuỗi trận thắng liên tiếp nhiều nhất tại Champions League với 14 trận thắng liên tiếp. Kỷ lục thứ 10, đây cũng là lần thứ tư Ronaldo lập hat-trick vào lưới Atletico Madrid, qua đó trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử UEFA Champions League hai lần ghi hat-trick vào lưới cùng một đối thủ. Tính tổng cộng, Ronaldo ghi bàn nhiều hơn Atletico Madrid ở UEFA Champions League và C1 trước đây với 124 pha lập công so với 118 bàn của Atletico. Ngoài ra, với chiến thắng vào đêm qua, Ronaldo đã nâng tổng số trận thắng của mình tại UEFA Champions League lên con số 101. Anh cũng là cầu thủ đầu tiên của giải đấu đạt cột mốc này. Ông vua của Champions League, đây chắc chắn là một cụm từ chính xác để mô tả sự vĩ đại của Ronaldo ở đấu trường danh giá nhất châu Âu như UEFA Champions League.
Everton going, set it for Rodri.